một ngày thứ tư thôi, là qua bữa sau là trưa là nó rồi rồi, trưa của ngày thứ năm là nó rồi rồi đó. Đây các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ ăn cơm với nhà cái bánh tráng này các bạn. Có lóc ăn hết rồi mà ăn luôn miếng bạn hết đó. Đây là cá nha các bạn, canh chua nha các bạn. Cái này cá lăng hả? Cá hú. Chị bán mày gót cái thêm cái chén khác đi bay. Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ nấu canh chua với cá hú nè các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ làm món cá nha các bạn. Có nghĩa là mình hôm nay anh em mình sẽ làm cơm niêu ăn với canh chua cá hú. Ê, thì bây giờ mình có chuẩn bị cá hú đó, một bên đây là có cái đầu đồ này kia nè các bạn, là mình sẽ kho, còn mép bên đây là mình, ở bên đây là mình sẽ kho, còn bên đây là mình sẽ nấu canh chua nha các bạn. Đó, thì nấu canh chua mình có là khóm nè, đậu bắp nè, bạc hà nè các bạn, rau nhút, cà chua, rau thơm, rau ôm đó, chủ yếu là rau ôm. Đó. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm cái món là kho nha các bạn. Bây giờ mình suy nghĩ là mình sẽ nấu cơm niêu trong cái nồi đen đen đó các bạn, thử coi như thế nào. Nếu mà thời gian á kịp thì mình nấu cơm niêu, còn không kịp thì mình sẽ nấu cơm bình thường nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ làm thôi các bạn. Đó, thì mình chuẩn bị hết trơn nè các bạn, chỉ cần bỏ cá vô, bỏ me vô nấu là thành canh chua. Cá này sẽ kho nữa là xong nha các bạn. Đó, còn đậu bắp và bạc hà mình gọt khóm đâu này kia là mình gọt, mình rửa sạch sẽ hết, rau này cũng gọt hết trơn rồi, chỉ có rau thơm này là mình chưa thôi nha các bạn. Đó, bây giờ anh em mình sẽ thắng nước màu và mình làm miếng cơm cháy này luôn nha các bạn, là mình khỏi nấu cơm niêu. Đó, mình làm miếng cơm cháy này là khỏi nấu cơm niêu. Bây giờ là mình sẽ làm nước màu để con cá nha các bạn. Trong khi chờ đợi làm thì mình cũng có làm cái ớt xay các bạn. Mình xay ớt, mình ớt chua các bạn. Các bạn để miếng trộn cho nó ngon các bạn à ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho cá vô cho nó cái màu nó đẹp nha các bạn. Có cái màu đẹp rồi, các bạn cho miếng nước mắm vô các bạn, cho nó cái màu nó dậy lên đẹp luôn nha các bạn. Đó, đây để mình cho các bạn xem. Đây, cá kho này các bạn. Thì bây giờ mình mới có để nước, mình tự làm nước màu, mình thắng nước màu đó các bạn, cho con cá nó thấm đẹp gì nè các bạn. Đó, nước màu là mình, đây là cái cơm mình là
nó cũng cháy nha các bạn. Đó, cung ngũ còn lại mình làm cung cháy. Đầu tiên mình tính làm mình đó, làm cung cháy là mình ăn với cái cá kho này nè các bạn à. Cá kho này mà các bạn ha. Kho cho nó ngon là một cái các bạn. Chấm với cung cháy thì thôi. À, nó chỉ có là đã cái miệng thôi nha các bạn. Rồi cho nó sâu lửa lên nó thấm một cái là bắt đầu mình sẽ lửa này các bạn, cho lửa nó sôi thấm cái là bắt đầu mình nêm nếm vô nha các bạn, cho nó thấm một cái, nó thấm cái màu á các bạn. Rồi trong xương thì trời lại nhé, nó thấm cái màu cái này đó, mình sẽ làm cái ớt với cái tỏi xay đây các bạn nè. Các bạn làm nè, ớt chua này á các bạn làm, bạn để nguyên hai ba cái tỏi vô, bạn lắm các bạn, có thơm thôi. Đó. Thơm hơn nha các bạn. À. Mình bỏ vô một hai ba cái tỏi gì đó, cho nó thơm nha các bạn. Giật giật gì nè các bạn, hồi ngày xưa các bạn có biết cái mụ không, mình vùi lỗ mình cứ làm cái cánh lên mình cũng giật 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 vậy đó các bạn, nó giật cái phật 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 đã lắm các bạn, vui lắm các bạn. Đây các bạn thấy ngon các bạn, đây à. Đó. Đó các bạn. Đó, các bạn thấy ngon không? Nè. Rồi, mình sẽ cho vô đây nha các bạn. Thấy chưa? Quên cái lưỡi dao nha. Đó. Rồi, được một keo ớt chua, ngon lành. Chua ăn này ăn kia nhất là bún riêu các bạn, ớt chua ngon quá bạn. Rồi bắt đầu sôi lên rồi các bạn, cá sôi lên rồi nha các bạn, thì mình chở nó lại một cái cho nó đỏ một cá lên các bạn. Rồi. Rồi mình nêm luôn nha các bạn. Mình nêm bột ngọt vô nè. Cái đường vô này các bạn. Tí muối vô các bạn. Muối bột này, cái loại muối bột này là nó mặn lắm cho nên các bạn nêm vừa vừa thôi. Nêm nhiều quá nó mặn lắm. Nguyên cái nồi em các bạn. Rồi, mình cho thêm một chút xíu nước mắm nữa. Cái nước mắm hồi nãy là làm cho nó đừng có bị khét thôi nha các bạn. Hả? Thêm một tí nước mắm nữa. Và mình sẽ cho nước vô nha các bạn. Đó. Cho nước xếp một cái đi. Các bạn muốn kho làm sao các bạn kho. Muốn kho khô, kho nước gì đó là kho. Đó, thì xét gì con cá nó mới chín được nha các bạn. Rồi mình cho lửa lên để cho nó ấy. Rồi chút mình sẽ cho miếng hành lên nha các bạn. Thì bây giờ hiện giờ có hai cái miếng à, cho nên cơm mình nãy chưa, mình chưa có bỏ cá vô mình nấu mình chua được các bạn. Rồi mình bỏ vô cá vô mình chua các bạn.
vô nấu mình thôi, thì các bạn cho nó chút xíu tỏi các bạn, cho nó khử mùi rồi với người ta cho nó ngon quá các bạn à. Rồi mình bỏ cá vô kho nha để các bạn. Mình bỏ cá vô nấu cái chua nha các bạn. Đó mình thử tỏi cho nó thơm tho nha các bạn à. Đây. Về công ty của mình nè các bạn. Mình cũng thấy hấp dẫn các bạn nha. Bây giờ cá kho mình nhắc xuống đỡ cái rồi. Đó bây giờ mình sẽ nấu cái chua các bạn, còn chút xíu nữa mình mới kho cá lại một lần nữa nha các bạn. Đây các bạn, cơm chế mình làm rồi nè các bạn, tuyệt chưa các bạn, cá mình kho nè các bạn, canh chua nè các bạn, thì canh chua này một chút xíu nữa là mình sẽ vớt cá ra, rồi mình mới bỏ rau vô nha các bạn, đó, vớt cá rồi mình mới bỏ các loại rau vô nha các bạn, thì bây giờ là mình sẽ nêm nếm hết ra nè các bạn, đó, đó, cơm chế nè các bạn. Thì hồi nãy mình tính nấu cơm niêu cho nên còn cơm nguội mình làm một dĩa cơm cháy này thôi. Đó, là mấy anh em ăn đủ rồi. Tính nấu cơm niêu làm cho có cơm cháy rồi thôi chứ cơm niêu thì cũng giống như cơm kia thôi, trên mặt thì nó cũng giống như vậy. Nhưng mà nó trực. Thôi, sẵn còn cơm nguội làm về cơm cháy gì. Anh em ăn được rồi nha các bạn. Ừ. Ăn với cá kho nè. Canh chua. Các bạn thấy ngon các bạn. Các bạn ngon nhớ đăng ký cho mình nha các bạn. Cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ nha các bạn. Đó. Gì đó? Chào các bạn đi. Hả? Cái quán gì đó hả? Ừ. Cái nó kêu cốc rồi hả? Ừ, đúng rồi. Thứ tư cái gì đó mình đi làm năm sáu gì đó từ chứ năm sáu gì nội có nghĩa là thứ nào không có khác gì nhất thứ năm thứ tư thứ năm thì thứ tư có nghĩa là một là mày chạy một là có nghĩa một ngày thôi mày bỏ thứ tư mày nghỉ một ngày thứ tư thôi là qua bữa sau là trưa là nó rồi rồi trưa của ngày thứ năm là nó rồi rồi đó. Đây các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ ăn cơm với nhà cái bánh tráng này các bạn. Có lóc ăn hết rồi mà. Ăn luôn miếng bạn hết. Đó, đây là cá nha các bạn. Canh chua nha các bạn. Cá này cá lăng hả? Cá hú. Thầy. Chị bán mày gót cái thêm cái chén khác đi bay. Đâu có mình gấp gì kỳ vậy Minh. Món ruột của ảnh rồi đó. Em cái mắm sát quá luôn ha. Chưa cứ để đó cho tao. Chứ nói dừng mà. Chứ nói rồi nào anh đi về dưới, mình đi về dưới tôi mua mà cái bụng cá ta tha á. Mua do bạn, nó do bạn. Không, thường do rồi đó. Tao bắt con cá giò của con sắt lên thẻo cái bụng ra. Ở dưới nó chạy bán nhóc cho luôn. Cái mương của con sắt mà xuống dưới mò cũng cá dữ lắm mày ha. Vậy tao cho mình xuống dưới mò luôn. Cá kẹo cho anh biết à, ừ. Chắc cá đụng nó chạy lên quá. Cá lóc rồi cá rô à. Nó đụng nó chắc nó chạy ra cá nhiều nó nổi mà nó ăn luôn giật dính vô bụng luôn đó. Chứ cá ít sao giật dính bụng mà ở dưới quê ở dưới này mình cũng mua cá vòng vòng gì mình ăn không chứ mình mua cá gì đâu đúng không ở dưới có cá sẵn vậy mấy cha không có chịu
bắt lên ăn thổi phải tốn tiền gì chân xuống thấy mẹ luôn à. Bắt đâu nhặt mấy ta bắt đâu nhặt không nhặt à. Không nhặt đâu. Nhặt gì đâu lắm. Lâu lâu bắt đó. Nó có nhặt đâu nội ơi. Nó còn nói là cá nó không bắt đậu bắp không hái ăn nữa nó có nhặt đâu. Nó nói gì chứ cá không thấy gì nó chứ không ăn hoài không ăn cũng đâu có ăn nổi. Ủa gì chứ mình cho nên mình ăn vậy. Nhưng mà mình có nổi hoài. Thì cũng cá vòng vòng chứ đâu. Thì chứ nó cũng có mấy loại cá đó chứ có khác gì đâu. Mình trên này cũng có mấy loại cá thôi. Thì chủ yếu là mình chế biến thôi. Chiên rồi kho rồi cái gì. Nó bên chua. Thì vòng vòng có mấy con cá thôi chứ có mấy loại cá đâu. Vậy mai để mà ra mai để mày chiên cơm đúng không? Chưa. Chiên cơm tao mua ấy giờ tao kho có quẹt sẵn cho mày. Về cho mày chiên cơm. Cơm cháy hay chiên gì? Ờ. Mày làm cơm cháy đó. Cháy ngon lắm. Hồi nãy là nó giòn lắm. Giờ lâu rồi bởi vì người ta mới. Đó. Không không nào kiếm bụng nó ở trong đây. Quá là ngồi đây. Hồi à, mấy năm trước nghe tao dạy cái gì á, tới cho mình miếng cơm cái ai. Cái trong lần này cái lâu. Đừng mấy nhiều quá. Mang tao hay ghé quán gì á. Mình gồm cái hả? Cái đâu, ăn cá kèo, canh chua cá lóc. Luôn chiên. Ăn đi. Thổi chừa tao tăng miếng cơm cháy này không được không? Thằng mấy người tao sợ ăn không hết cho nên tao không nấu thêm nữa. Ăn cá đồ vô nè. Chua đồ vô. Cá kiểu có tao cấp cá cho cố nè không cố cũng đâu tao chan nước không có không cố gì không cố cả có cái màn đầu đây nữa vậy nó có lắp nè hải màn. Anh tao chỉ chạy cá cho nè. Hay quá ha. Có trang đâu à. Cản. Rồi chào tạm biệt các bạn các ơi. Chào tạm biệt các Minh. Có rồi không? Chào các Minh. Minh à chào các ơi. Chào các bạn nha các bạn.